Và sau đây thì chúng ta sẽ đi tiếp phần còn lại, đó là trong cái phần 6, đó là chúng ta đi tiếp phần 13, đó là SEO Map kết nối website với địa điểm Google Map, cách đánh giá địa điểm Local View. Thì ở đây thì chúng ta đọc cái SEO Map đúng không bạn? Thì ở đây chúng ta có hai ý mà chúng ta cần phải đi, đó là kết nối website với địa điểm Google Map là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cách đánh giá địa điểm Local View. Thì ở đây thì trước tiên thì tôi sẽ đi cái bước đầu tiên, đó là kết nối website với địa điểm Google Map. Thì kết nối là như thế nào các bạn? Thì ở đây thì tôi sẽ chỉ cho bạn từ đoạn như thế này. Để kết nối thì vừa rồi thì tôi đã chỉ cho bạn rồi, đó là các bạn đã đăng ký với Google Play rồi đúng không các bạn? Thì các bạn cũng đã điền cái website của mình vào cái thông tin rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mở lại để cho các bạn ôn lại một xíu. Tôi sẽ vào cái Google Play của tôi nhé các bạn. Các bạn đã nhớ là ở đây chữ sign in á, là bạn vào, còn start now á là bạn bắt đầu tạo một cái Google Play mới nha. Nhớ kỹ vấn đề này. Tôi sợ là các bạn ấn nhầm lẫn. Thì để tránh trường hợp nhầm lẫn này thì tôi đã gỡ cho một cái rối nhỏ để các bạn tránh nhầm lẫn. Ở đây thì các bạn nhìn thấy rõ tôi có rất nhiều cái yêu cầu gửi đi, nhưng mà tất cả xác minh thì tôi có hai cái này thôi. Tại vì sao? Tại vì những cái trên đó thì tôi để làm cho ví dụ cho học viên thôi, tôi không có đi vào sâu vào vấn đề chi tiết. Thì sau đây thì sẽ mở cho các bạn cái nơi mà các bạn để dùng để kết nối, cái nơi dùng kết nối các bạn. Thì khi mà các bạn click vào rồi đúng không, click vào rồi thì ở đây các bạn bạn về đi, về lại vị trí ban đầu đi, rồi tôi chỉ bạn. Các bạn ấn chuột phải cái này, chuột phải cái là chúng ta ấn trực tiếp vào luôn đi. Thì sau khi mà chúng ta ấn trực tiếp vào luôn á, thì chúng ta nhìn đây các bạn, đây là có bảng hoàn thiện mà rồi mà chúng ta Phước đã nói các bạn, đó là các bạn điền vào đúng không bạn, mà các bạn điền vào mà các bạn chưa hoàn thiện được như thế này. Thì khi mà bạn hoàn thiện được rồi á, thì nó sẽ tròn trịa và các bạn nó đẹp như thế này các bạn. Sau khi mà đẹp như thế này rồi thì các bạn cũng lưu ý một xíu nữa các bạn, cách mà kết nối cái địa chỉ website của bạn với cái Google Map đúng không bạn? Thì địa chỉ sao bạn là gì? À các bạn thấy đây là đào tạo chv.com đúng không bạn? Đây là địa chỉ rõ ràng đúng không bạn? Rồi sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta ấn để mà trước khi mà bạn bỏ vào thì chưa có đúng không? Trước khi bạn bỏ vào thì có, bỏ vào rồi mới có, và trước khi bỏ bỏ vào thì nó chưa có đúng không bạn? Thì bây giờ phía chỉ các bạn bỏ vào để ta kết nối được website của bạn với cái Google Map. Thì ở đây khi bạn kéo xuống á thì nó sẽ thấy một cái ô, là ô này các bạn, ô là ô thông tin liên hệ, bạn ấn chỉnh sửa. Rồi sau đó bạn copy cái đường link của bạn thảy vào đây. Ở cái phần này Phước đã chỉ rồi, Phước sợ các bạn quên thì Phước chỉ lại thôi nha. Đây cũng là cách kết nối website của bạn với Google Maps. Đó. Thì các bạn làm như thế này là bạn đã kết nối xong, kết nối hoàn thành, kết nối đã tròn trịa với Google Maps xong. Thì khi mà các bạn kết nối xong rồi, bạn cũng nhận được một lá thư của Google gửi về rồi. Đó. Thì ban đầu á thì bạn gõ cho Phước một cái từ khóa như thế này đi, dạy lái xe ô tô Bình Thạnh. Các bạn gọi thế này đúng không các bạn, thì cái bản đồ của bạn á nó sẽ xuất hiện như thế này thôi, có là nó chưa có màu sắc, nó chưa màu sắc giống như ông 47 sao này đâu. Và thậm chí các bạn bạn gõ cái từ khóa là dạy lái xe ô tô Bình Thạnh đi, nó chưa lên được cái bản đồ trên dưới kết quả tìm kiếm thế này đâu, mà nó nằm ở đâu thì mình không còn biết đúng không các bạn, lại nó nằm ở đâu mình cũng không muốn là mình biết nằm ở đâu hết cả, nói như vậy đó. Thì để mà nó hiển thị như thế này các bạn, thì bạn làm sao đó là câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Thì ở đây Phước chỉ bạn một cái mẹo nè, để mà hiển thị như thế này đúng không, thì chúng ta làm sao? Đó, chúng ta vào Google, các bạn gọi Phước là Google Map. Sau Google Map xong các bạn vào là gì, cái Google Map trên vị trí top 1 Google đó, như vậy. Sau khi vào xong các bạn gọi đúng địa chỉ bạn luôn, ví dụ ở đây Phước gọi địa chỉ đó là 45 Bùi Đình Tý, phường 26 Bình Thạnh, phường 26 ở phường 26 Hồ Chí Minh, rồi nó hiện phía dưới đúng không ạ. Khi nó hiện xong bạn chú ý kỹ nha, bạn click vào địa chỉ này, click vào địa chỉ này. Nhưng mà kết quả ở đây nó sai, giờ suy ra kết quả ở đây bạn gõ là thiếu chính xác. Tại sao? Tại vì ở đây thì các bạn thiếu chính xác xíu, bạn gõ là Bình Thạnh thêm cái nào Bình Thạnh enter. Thì kết quả cũng như vậy, thì ở đây thì chúng ta phải ra một xíu nha, kiểu một xíu kỹ hơn xíu nữa. Ở đây thì Phước không lưu tài khoản Gmail, Phước qua đây Phước gọi tài khoản Gmail thì nó tỷ lệ chính xác nó sẽ cao hơn. Rồi các bạn cùng gõ lại đây, bạn gõ 45 Bùi Đình Tý, 26 Bình Thạnh, và bạn click vào. Rồi. Khi bạn click vào rồi thì nó chạy thế này, nó chạy thế này đúng không? Rồi bạn click vào chỗ Bùi Tý lái xe đây, bạn click vào, rồi thì nó sẽ hiển thị thế này. Nhưng mà bạn ghi thế này thì nó không hiển thị, nó thiếu chính xác. Thì bạn ghi, bạn đổi cách ghi đi, bạn ghi là bạn ghi tên cái địa chỉ bạn luôn, tên là Trung tâm Tiến Thành đi bạn, Tiến Thành luôn, nha, Tiến Thành. Bạn ghi tên đi, bạn gõ làm sao mà miễn ra được cái vị trí của bạn á. Rồi, nó ra như thế này các bạn, nó ra như thế này, nó đi chạy thế này được chưa bạn. Rồi, sau khi mày ra y chang thế này rồi á thì các bạn coi để cho Phước là cái địa chỉ đó nha, cái địa chỉ 45 tí đây. Bạn click vào, bạn click xong á thì nó sẽ hiện ra bản đồ thế này, click xong thế này thì cho bạn click vào cái trường đó. Để cho bạn đây là cách nha, cách để hiện thị bên ngoài. Phước nhắc lại cho bạn nha, bước 1 là bạn vào đây,
Đó, bạn gõ tên cái tổ chức của bạn là tên ở đây là tổ trung tâm tiến thành, hoặc tên thì tổ chức bạn là học viện marketing, hay là tên tổ chức bạn là gì, là công ty xuất nhập khẩu Á Hương, ví dụ như vậy đấy. Và sau khi đó thì bạn gõ xong rồi đúng không bạn, sau đó bạn click vào cái nơi mà lưu á, bạn click vào lưu này để bạn lưu lại. Bạn lưu đây làm cái gì à, có là Google cho rằng là mỗi khi bạn lưu thế này là bạn đã ghi nhận tôi đã qua cái địa chỉ này rồi, và tôi lưu lại địa chỉ này để lần sau nếu mà tôi quay lại thì tôi sẽ gõ nó nhanh hơn, tiết kiệm thời gian tìm kiếm đi. Như vậy thì đó là cái cách mà có rất nhiều bạn đang sử dụng và nó rất là hữu ích. Này, ở đây tôi cũng khuyên các bạn vẫn làm để có được cái sự ưu ái của Google để hiển thị ra kết quả tìm kiếm bên ngoài kia. Đó, như vậy các bạn. Đó. Rồi sau khi mà các bạn đã lưu xong đúng không, bạn đã lưu xong rồi thì khi bạn lưu xong rồi đúng không, thì sau đó bạn kéo xuống phía dưới một xíu nữa. Ở đây có một cái nơi để quan sát là top tắt và đánh giá, bạn đánh giá này thì một tí tôi chỉ bạn xong nha. Phía dưới nữa là mọi người cùng ý kiến, đây là nơi đánh giá của mọi người không à, mọi người cùng tìm kiếm. Ở đây là một số cái địa chỉ các bạn, một địa chỉ là nó gần đó, hoặc là cũng một tòa một cũng một cái tòa nhà đó đúng không, hay là cũng một tên từ khó mà gọi là trung tâm tỉnh thành, nhưng ở đây nó xuất hiện rất nhiều cái vị trí, ví dụ như là một công ty thì họ có rất nhiều vị trí đúng không bạn. Thì khi bạn gõ từ khó này nó xin nó phía dưới là mọi người tìm kiếm, thì nó xuất hiện ra cho các bạn là những cái địa điểm cũng là thuộc cái tổ chức đó nhưng mà nó nằm ở nhiều vị trí khác nhau đó. Như vậy đó các bạn, như vậy nè. Thì ở đây bạn nhìn trên bản đồ bạn thấy nghe là một cái là đào tạo xe master anh đến Hồ Chí Minh ở một cái đồn đúng không, có nghĩa là cuộc play buộc bạn ở đồn thế này nó xuất hiện cho bạn rất nhiều cái tên đã được xác nhận xác minh của Google rồi. Như vậy thì ở đây một cái mẹo kết luận là gì, bạn vào Google Maps sau đó ấn vào cái ô tìm kiếm này, sau đó bạn ấn tên đơn vị của bạn, sau khi ấn vào rồi bạn ấn nhập vào cho Phước là chữ lưu được chưa bạn, và sau đó bạn làm một hành động cho Phước, đó là gì, chia sẻ. Khi bạn chia sẻ cái bản đồ này thì có chia sẻ là sao, bạn copy đường link này nè đó, bạn quăng trên mạng xã hội, quăng làm sao à, quăng Phước, bây giờ Phước ví dụ quăng Minh Họ bạn xem nha, Minh Họ thôi là bạn như Google này đó, Google ở Facebook đi, Facebook đi đó. Sau đó bạn thấy lên đây, thấy lên đúng không bạn, bạn chia sẻ, bạn chia sẻ à, cái đường link này này thì tương đối nó dài nó xấu, thì khi bạn chia sẻ xong bạn thấy lên thế này á thì một tí nữa nó xuất hiện phía dưới thế này à, xuất hiện phía dưới là Google Maps đúng không, bạn xóa trên đi đừng để nó nữa được chưa. Sau đó mình viết một câu từ gì đó, ví dụ như là viết một câu từ giới thiệu danh của bạn đó, ví dụ như là bạn là một người vui tính hòa đồng được chưa bạn, vui tính hòa đồng thì bạn viết thế này doanh nghiệp của tớ đã được nhận thư Google, các bác có thể vào xem và khi nào muốn đến chỉ cần vào Map. Thì bạn có thể ghi thế này để gì, làm gì à, để quảng cáo, để chia sẻ cái địa lý của các bạn địa lý của bạn đó, bạn chia sẻ cái địa lý cái đường link của bạn được cho, đó là một cách chia sẻ hiện nay. Thì cũng tương tự như vậy các bạn có thể chia sẻ trên Zalo này, chia sẻ trên Twitter này, chia sẻ Google cộng y chang như vậy luôn các bạn đó, bạn chia sẻ thế này được chưa. Thì khi bạn ghi thế này với một cái tính cách bạn là rất hòa đồng, một người luôn là vui vẻ với các bạn trùng trên Facebook, trên các cộng đồng social khác, thì người ta sẽ click vào các bạn, mà khi mà click vào được á thì Google cho rằng nếu một địa chỉ nào đó mà được rất nhiều người viếng thăm, được rất nhiều người tìm kiếm, được rất nhiều người click vào xem, thì địa chỉ đó là được địa chỉ được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng và chấp nhận. Và khi mà một địa chỉ mà được rất nhiều người tin tưởng chấp nhận thì các bạn lên Google và bạn gõ một cái từ khóa, ví dụ ở đây và bạn nên lưu ý nha, lưu ý là tại sao tôi gọi là trung trường dạy tiếng Thành thì nó lên là được, thì tại vì cái tên tôi đặt á, cái tên giống hồi nãy tôi đặt ở một cái bài trước á, đó là gì, là công ty xuất nhập khẩu đúng không bạn, có xuất nhập khẩu đúng không đó, thì khi bạn gọi là công ty xuất nhập khẩu thì nó sẽ lên, mà khi mà các bạn gọi là tên đúng doanh nghiệp bạn là gì, công ty xuất nhập khẩu Phát Thịnh đi, thì bạn ghi là thì nó sẽ lên đúng không bạn, tại vì cái tên đặt tên gì thì bạn gọi đúng tên đó thì nó sẽ lên. Ở đây tôi đặt là trung tâm tiếng Thành thì nó sẽ lên trường dạy tiếng Thành, tại vì sao à, các bạn thì tại vì cái vị trí địa lý này nó được nhiều người tìm kiếm đến, tuy là tiêu đề này nó được khớp với từ khó gõ nhưng mà đây là cái địa lý mà được rất nhiều người tìm đến, địa lý này như vậy, và nó dính cái gì, nó dính địa chính Thành các bạn, nhất thì tiến hành thì nó vẫn lên được. Rồi ở đây thì khi bạn chia sẻ này rồi nhiều rồi đúng không, thì lúc đó bạn có thể dạy dựng gõ một từ khóa được là dạy lái xe à, khi mà bạn đã nhớ kỹ nha, khi mà bạn gõ bất cứ cái gì thì nó lên hết cả, khi bạn gõ xong cái này thì nó cũng lên một cái vị trí thế này các bạn. Thì khi mà bạn hoàn thiện trong đó rồi, bạn tạo những cái nhân tạo rồi, cũng cho nhiều người chia sẻ rồi, cũng có nhiều người lưu rồi đúng không bạn, thì bạn tạo n cái làm việc vấn đề đó đúng không bạn. Rồi sau khi bạn làm n vấn đề đó xong rồi đó thì bạn sẽ được
lên một cái biểu tượng như thế này. Một biểu tượng như thế này là xuất hiện trên kết quả tìm kiếm. Các bạn biết là gõ từ khó hiển thị menu thế này các bạn đó. Các bạn hiểu thế này rồi. Thì ở đây tôi chỉ cho các bạn một cái mẹo nữa nè. Cái mẹo này á thì các bạn rất là dễ làm, không gì khó hết cả. Đó là gì? À đó là các bạn click vào. Thì đó là chúng ta bước qua một phần thứ hai nha, là bằng cách đánh giá địa điểm Google View. Cách đánh giá như thế nào? À đây các bạn, đây chúng ta đang tìm hiểu một cái ý hay trong cái bài số 3 này. Đó là gì? Đó là chúng ta viết đánh giá. Thì ở đây các bạn cũng nên nhớ này, là khi mà chúng ta nhận được nhiều lượt đánh giá như vậy các bạn, thì nó sẽ cộng trung bình lại, nó cộng trung bình lại các bạn, thì nó cái số 4.7 này nó sẽ lên 4.8, 4.9 và nó sẽ lên 5 chấm các bạn, nó lên 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 dần chưa. Mà cái địa chỉ này càng rất được nhiều người đánh giá thì cái vị trí được đánh giá này nó càng uy tín, và nó sẽ giúp, nó sẽ bổ trợ cho cái thứ hạng của bạn nó càng cao. Thì các bạn thì đánh giá thì ở đây thì bạn đánh giá cách tự nhiên, nó không có gì hết cả, giống như ở đây tôi chỉ các bạn đánh giá nha. Ví dụ như các bạn biết như thế này, ở đây là dịch vụ gì, là bằng lái ô tô được chưa bạn. Nếu mà dịch vụ nào đó thì bạn nghĩ nó đầu bạn là đối tượng là gì, thì bạn có thể viết một cách như vậy. Ở đây tôi ghi là đối tượng đây, tôi còn ghi rõ thế này luôn, đối tượng ô tô là gì, là bằng lái xe à, được chưa các bạn. Và cái độ tuổi là gì, cái độ tuổi mà học á là con là 10 từ trên 18 tuổi nha, tôi ghi chính xác luôn đi, là từ 18 đến 65 đi, nhưng tôi ghi 65, tôi ghi chính xác này, đối tượng là bằng lái xe nè, còn độ tuổi là 18 đến 65 đó. Thì ra đây tôi viết thế này, giả sử tôi là một học viên đã học rồi đi nha, tôi nhận thấy dịch vụ bên trung tâm Tiến Thành rất tốt và các thầy có kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu, giúp học viên có thể nắm và hiểu bài tốt. Nhờ vậy mà tôi đã đạt được 30 trên 30 lý thuyết và 95 trên 100 trang thực hành. Ok, 95 trên 100 thực hành. Như vậy đó bạn. Thì ở đây khi mà tôi nhắm viết thế nào, tôi thấy đối tượng là bằng lái xe. Tôi đi là độ tuổi là 65, tuổi 8, 65. Thì lúc đó thì bạn ghi thế này thôi, là trong đầu bạn đã xuất hiện ra những cái câu từ bạn viết rồi, nó không còn suy nghĩ nhiều. Sau khi tôi viết ra, sau đó tôi sẽ xóa đi và tôi sẽ đăng lên thế này. Bạn đã nhận được điểm rồi. Ở đây thì không còn, tôi không cảm ơn. Như vậy thôi, tôi biết là thế này xong được rồi. Thì khi tôi viết xong đúng không bạn, tôi đã viết xong thế này rồi đúng không, tôi viết xong thì đây này, thì cái chỉ số 4.7 này nó sẽ tăng 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 lên các bạn, tại vì nó cộng cái dạng như bạn, nó cộng cái dạng như là càng nhiều người mà like, càng nhiều người comment, càng người đánh giá thì nó cái chỉ số này nó sẽ tăng lên. Giống như ở đây các bạn hình dung là giống như nhà hàng vậy đó, thì càng cái bạn càng đầu tư cho cơ sở hạ tầng đúng không bạn, thì cái sự đánh giá của bạn nó càng cao hơn. Ví dụ cơ sở hạ tầng bạn đúng một sao thì cho một sao, còn nếu cơ sở hạ tốt hơn thì cái vị trí sao nó càng cao hơn. Cái cơ sở hạ tầng ở đây cũng giống như cái sự đánh giá bình luận cho cái sai bạn, nếu như bạn càng đánh giá nhiều thì cái sai bạn nó sẽ càng tăng cao lên. Thì ở đây thì tôi cũng chỉ với bạn một cái vấn đề để các bạn hỗ trợ các bạn tốt hơn. Thì tôi xin cái vấn đề này nó là một cái bí quyết, nó giúp các bạn rất là nhiều trong vấn đề mà các bạn trợ mà SEO cái vị trí Google. Đó là sao? À các bạn đưa cho rất là nhiều người đánh giá, đưa làm sao tôi chỉ mẹ cho các bạn nha, tôi chỉ mẹ cho các bạn, bạn làm và bạn thành công thôi chứ không có gì khó hết cả. Đây bạn copy đường link này, sau đó bạn vào một cái trang là google.gl, rồi sau đó bạn cái trang này có chức năng gì, là nó mã hóa một đường link dài và xấu như thế này thành một đường link ngắn và đẹp tuyệt vời đó. Sau đó bạn copy link này được chưa bạn, rồi sau đó làm gì, à bạn đi bạn gửi cho tất cả bạn bè của bạn, gửi thế nào. Ví dụ tôi nói ông này đi, là tôi nói ông này đi, ví dụ vậy, ông này tôi bán cái nha, bán cái bên cái ông bạn tôi thân đi, tôi nói là Đức ơi, đánh giá và bình luận giúp đó, bình luận giúp. Thì khi mà tôi ghi thế này các bạn, là có nghĩa là sao, là cái địa chỉ của bạn có rất nhiều người đánh giá và có rất nhiều người comment, thì cái địa chỉ của bạn được Google cho điểm cao. Tại vì sao? Tại vì cái địa điểm của bạn đánh giá là tại sao, thì có nhiều người vào đúng không các bạn, mà địa chỉ mà có rất nhiều người vào thì gọi địa chỉ nổi tiếng. Về hình dung đi, một cái khu du lịch mà nó nổi tiếng do gì, cho nhiều người đến rồi nổi tiếng đúng không bạn. Ở đây cái địa chỉ bạn của bạn, nếu địa chỉ bạn mà có rất nhiều cái lượt người tham đến thì địa chỉ bạn được nổi tiếng, và địa chỉ nổi tiếng thì khi ai đó gõ cái từ khó lên là nó sẽ xuất hiện địa chỉ của bạn. Ví dụ tôi đây, tôi gõ một từ khó là gì để nó sẽ hình thành, tại vì sao, có rất nhiều cái khách hàng gọi từ khó này và click vô cái site của tôi, hay chính xác hơn là click vào cái bản đồ của tôi đăng ký Google này, click vào nhiều. Thì khi mà cái này click vào nhiều thì các bạn cái vị trí của tôi nó sẽ cao hơn so với hai cái ông này, hay là trung tâm để xe quận Bình Thạnh, và cao hơn ông trung tâm đào tạo để xe quận Bình Thạnh, cao hơn hai ông này luôn. Như vậy các bạn, cao hơn này luôn đó. Thì kết luận là thế này, là các bạn
share cho rất nhiều người đánh giá bình luận. Thì khi mà các bạn càng share rất nhiều người thì lúc đó cái vị trí địa lý của bạn nó sẽ lan rộng ra, và lan rộng càng nhiều quá thì cái vị trí của bạn nó càng được nổi tiếng, uy tín trên Google, thì việc SEO của bạn nó sẽ tốt hơn. Mà khi các bạn lên một đỉnh cao của tột cùng rồi đó thì bạn làm được như tôi, và bạn gọi như tôi là đào tạo SEO Thủ Đức, thì nó sẽ lên một bản đồ to đùng thế này các bạn, và nó đạt mức cao maximum 5 sao đỉnh của Google Maps đó, như vậy.